xin chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại lớp của anh Vincent New Jersey. Các bạn hãy đi theo mình nha. Mình sẽ cho các bạn xem một lớp học của anh Vin sẽ như thế nào. Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là người Pháp, đẹp trai, rất là đẹp trai. Hôm nay phụ anh Vin trên dạy lớp ở New Jersey này. Đây, và đây là anh Vin trên. Để bắt đầu lớp học thì bây giờ là chúng tôi đang ở hậu trường sân khấu chuẩn bị tất cả supply và quà tặng cho học sinh. Okay. Có gì theo dõi chúng tôi nhé. Cho anh xem một cái được không? Ok, đây là cái xem này này. À, cậu vẽ line rất là đẹp luôn. Này, xong lớp này chắc mình cũng phải mua một bộ này về mình làm mới được. Nó rất được tặng đó, mình mua được. Rất là chăm chỉ. Đây, thầy Vân cũng đây rất đang tập trung chỉ học sinh. Uống rồi không? Để em bỏ lên một cái. Thành phẩm của thầy. Em chưa, em đang làm chưa xong. Đây cái này vẫn chưa xong. Đây đem nè. Đấy sao? Sao anh ngồi về video chuyện đó này? Chắc sẽ về rồi, tại vì về đây vui quá mà.
Mọi người ủng hộ thì mình sẽ về dài dài. Yeah, rất nhiều người để follow anh Vincent, yeah, ủng hộ anh ấy để anh ấy sẽ về New Jersey.